thẳng tục từ trên xuống dưới theo đúng áp lực nước. Khi áp lực nước đây có nhiều hệ số thấm khác nhau, có trường hợp chạy ren và in ren khác nhau, thì nó lại như vậy ha. Suy nghĩ ha, cái lớp đó phải là lớp sét không hay là lớp gì, hệ số thấm nó có không, trường hợp chạy của nó là gì, ren hay in ren. Đó, khi mà nhiều lớp đất thì nó sẽ có những cái hiện tượng đó ha. Đây, nó cũng bị ha, cũng bị không nhiều ha. Coi thi công sàn hầm đào đất xuống nguồn cho mấy có luôn ha, có luôn. 400 bị cái hiện tượng này ha. Rồi suy nghĩ tại sao nó bị cái hiện tượng này nha. Rồi à, thì trong quá trình mình chạy lúc nào mình cũng chạy nước động hết. Nếu mà mình làm gộp hay là mình làm rời gì hết, mình đều chạy nước động hết. Rồi cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bây giờ mình sẽ xuất cái kết quả về chuyển vị để mình so sánh với lại cái kết quả quan trắc. Rồi select ha, play ha. Đợi thầy tí. Rồi bóc kết quả ra đi, trong thời gian chờ đợi bóc kết quả đi giúp thầy cái.
Alo alo. Rồi, lấy kết quả ra nha. Thì đầu tiên mình xuất cái bảng ra. Ctrl A hết đi, đường nào cũng lấy hết à. Ctrl A thì mình sẽ lấy cái chuyển quỹ UX trước nha, để mình so sánh cái kết quả quan trắc nha. Thì mở thêm một cái file Excel để lấy cho nó dễ. Thì mình sẽ lấy hai cột là cột Y và là cột UX nha. Copy. Ctrl C. Ctrl V. Số thôi. Rồi. À, sẵn tiện cái này bằng cái này nhân với lại 1000 để đổi ra đơn vị là mm, để mình so sánh cái kết quả quan trắc là mình đổi ra mm. Rồi. Cái giai đoạn này là thi công. Rồi nhầm. Mình sẽ lấy chuyển quỹ của đào đất xuống 3.5 nha. Sorry. Rồi đào đất xuống 3.5, Ctrl A, Ctrl C. Ctrl V. Rồi. Quét. Copy. Các bạn cũng có thể làm ha. Bỏ vô đây thôi. Best. Rồi. Thì chỉnh kết quả anh tí nha. Select data. Edit cái này. Format change tile. Quỹ này chuyển thành line đi. Đã đất xuống rồi, Blastit nè, chỉ hành Scatter, chỉ hành Scatter, 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 ok, đây, đây cái đường, mấy cái đường thẳng á, là đường của kết quả của quan trắc ha, cái đường mà này ha, để chỉnh lại cái, là kết quả chuyển, view option, view cho nó nhỏ đi, cho nó nhỏ hơn, view, no view, solid line, ok. Rồi đây là cái kết quả chạy mô hình Blastit. Mình tiếp tục mình so sánh với những giai đoạn tiếp theo ha, mình xem thử ha. 7.3 ha. Rồi trường hợp là đào xuống 7m nè. Đây kết quả step 2, đào xuống 7m nè. Rồi Ctrl A, Ctrl C. Mình rõ ra mình mới có cái mình so sánh thì mình biết là mà kết quả mình so sánh nó như thế nào nha. Và mình phải so sánh cả hai trường hợp lần. Đây, thì copy qua thôi. Thầy đứa làm được không? Kịp không? Hay là không làm? Ngồi nhìn thầy làm thôi. Máy em cũng có 2D thì hôm nay chỉ quay hình thôi. Ok. Yeah. Rồi, đào xuống 11m rưỡi. Không sao. Rồi, Ctrl A, Ctrl C. Ctrl C. Qua đây. Ctrl V. Coi chừng sai chỗ này. Nhầm. Ngu quá. Rồi thì lấy thang từ từ nha. Coi chừng nó sai thôi. Rồi. Shift ha. Ctrl C. Ctrl V. Rồi. Mấy cái này nếu mà mình quen rồi mình tự lập trình trong Excel này luôn là tiện nhất. Rồi đào xuống 16m ha. Mình kết quả quan trắc của mình tới đó thì mình so sánh tới đó thôi, mình không cần so sánh nhiều hơn.
Rồi. Đây là trường hợp chạy thứ hai. Nếu mà mình không chạy gọt thì mình sẽ so sánh, thứ nhất là mình so sánh với cái việc mình chạy. À, trường hợp thứ hai là nó cũng đã phù hợp và rồi. Đây. À, đây thì nó bị một đoạn nó bị mất, hay sẽ kéo nó xuống cho nó dài ra. Bị mất á. Đây. Tụi em muốn làm mà nên cho nó gọi như là gần như mình biết đó, là thầy đang chỉ cho các bạn để các bạn tự làm. Mai mốt những cái gặp những cái vấn đề khác mình sẽ tự làm được, tự làm được ngon lành luôn á. À, những cái bài khác chỉnh này lại tí ha. Option no view sorry line. Đây hình tự này cũng vậy, no view sorry line no view. Đây à, rồi để mua khác chứ, mua vàng đi. Màu đỏ đi. Đây. À, thì cái kết quả mình đang chạy ra đó, thì kết quả mình đang chạy ra nó có xu hướng là lớn hơn so với kết quả quan trắc một lượng ha. Nó cỡ ví dụ như quan trắc lớn nhất của nó là 32 thì mình lớn nhất của mình là 35. À, thì nó bị là 3 ly. À, xu hướng đường biểu đồ thì gần giống như vậy. Tuy nhiên à, cái những cái này là những cái thầy đang cho các bạn lấy theo cái bộ thông số của thầy. Thì nếu mà trong trường hợp các bạn tự lấy thông số thì các bạn làm thế nào để các bạn biết là các bạn lấy thông số nó phù hợp hay chưa? Thứ nhất là nó sẽ có những cái khoản lấy thông số. À, thì thầy sẽ gửi các bạn cái hồ sơ địa chất. À, các bạn thử, các bạn bóc ra coi thử coi những mình cần khi mà mình nhập vào mô hình Lattice thì mình cần cái gì, mình cần cái bảng thông số này. Quay lại ha. Rồi khi mình lấy theo những cái mình biết, ví dụ như những cái mình học mình biết ở cái này lấy là bao nhiêu đấy. À, lấy CFI như những cái mà thầy chỉ đó, lấy E50, lấy reference gì gì đó theo những cái bữa giờ thầy chỉ, các bạn ra được một cái bảng thế này. Các bạn không cần chia những lớp đất nhỏ như thầy ha, các bạn phải chia cái lớp đất nó bự hơn. Đây thầy chia thôi, các bạn không cần chia, không cần chia thầy, các bạn lấy những lớp đất bự hơn, hoặc có hạn các bạn chia giống thầy vậy. Các bạn tự lấy thông số và các bạn tự chạy lại mô hình này với mô hình đó, thì các bạn sẽ ra kết quả nó sẽ lệch với thầy nhiều hết ha. Hoặc các bạn biết ừ, cái khoảng của mình nó nằm trong khoảng từ, ví dụ như thầy nói các bạn hay dùng con số là 1800 FPT với tới 2000 hay 3000 FPT gì đó, thì các bạn lấy con số đó, khi các bạn chạy ra con số đó thì giá trị nó sẽ bằng bao nhiêu. Hiểu thầy nói kịp không? Khoan. Dạ kịp thầy. Hồi đó giờ mình làm không à, mình chỉ lấy thông số mà mình không có cái gì kiểm chứng hết. Thì bây giờ thầy cho các bạn một cái mô hình, dựng các bạn mô hình xong rồi thầy cho các bạn một cái hồ sơ địa chất, các bạn cứ lấy, ví dụ đó là một công trình thực tế, các bạn lấy hết những cái thông số theo hồ sơ địa chất thì các bạn ra được kết quả chạy như thế nào. Và các bạn làm những cái bước giống như thầy đang làm vậy đó, nhập thông số, chạy mô hình xong lấy kết quả kiểm tra, à, thì nó sẽ như thế nào. À, cái này đang so sánh với mô hình 2 với lại quan trắc, thì thầy sẽ làm thêm một cái so sánh nữa là so sánh giữa cái mô hình 2 với mô hình 3 để mình xem thì cái kết quả nó sẽ như thế nào. Đồng ý không? Ok. Được chưa?
Rồi thầy để nguyên cái này ha. Thầy so sánh giữa cái mô hình 2 và mô hình 3. Rồi. Tắt này đi nha. Mai mình vẫn học nha. Mai mình vẫn học. Thứ bảy này là thầy đi coi thi nên không học được, mà mình sẽ học vào chủ nhật. Do đó mình sẽ học ngày mai, ngày mốt và chủ nhật là mình xong ha. Nghe, nghe kịp không? Theo kịp thầy nói không? Nghe không? Nghe không? Dạ kịp thầy. À. Kịp thầy. Rồi, thầy sẽ lấy kết quả học của mình. 4 buổi luôn không thầy? Gì? Vậy là mình xong hết tuần này coi như là xong luôn rồi thầy. Đúng rồi, mình hết tuần này mình xong luôn cho rồi. À. Dạ. Mai mình sẽ làm một công trình mới nha. Mai mình sẽ làm một công trình mới. Và cái mà lấy số liệu á, cái bài, cái việc mà lấy số liệu á là giống như các bạn thi chứng chỉ thôi ha. Các bạn chạy mô hình ra. À, các bạn chạy mô hình ra với cái số liệu các bạn lấy và so sánh với kết quả quan trắc thì nó như thế nào ha. À, bạn nhận xét về kết quả các bạn tự lấy từ cái bộ thông số so với kết quả quan trắc thì nó đúng bao nhiêu, nó lệch bao nhiêu phần trăm, và các bạn phải chụp hình ra làm một cái báo cáo cho thầy giống như là ấy vậy đó. Ví dụ như các bạn muốn là nó cố gắng cho nó fit vô, các bạn cố gắng các bạn thay đổi cái thông số đó, nhưng thay đổi trong cái khoảng nào là các bạn cảm thấy là kết quả các bạn là phù hợp nhất. Hiểu thầy nói không? Alo. Thầy hiểu. Đó là cái cách để làm, cái cách để thực tế cũng vậy thôi, nghiên cứu cũng vậy thôi. Ví dụ như hỏi thầy, bây giờ thầy biết làm sao bộ thông số ra chính xác thì đầu tiên theo những cái nghiên cứu trước đây nó sẽ có những cái khoảng lấy hồ sơ địa chất, ví dụ như E50 trong đất cát người ta không lấy được mẫu, người ta sẽ dựa trên số liệu FPT. Thường thì số liệu FPT nằm trong khoảng từ 1.800 tới 3.000 hay 4.000 gì đó. Thì các bạn phải thay đổi cái giá trị trong khoảng đó. Ví dụ các bạn lấy 1.800, các bạn lấy 2.500, lấy 3.000, lấy 3.500, lấy 4.000. Các bạn thấy là 2.000 là đẹp nhất, là phù hợp với kết quả quan trắc nhất, thì các bạn sẽ có cái bộ thông số và cách nhận xét cho bản thân mình. Thầy chạy, thầy sẽ đảm bảo là các bạn nhìn cái đó là kết quả của thầy thôi, các bạn sẽ không biết được, và các bạn phải tự làm với một cái bộ hồ sơ địa chất, với một cái mô hình như vậy, với kết quả quan trắc như vậy, các bạn chạy ra thì nó sẽ như thế nào. Thì các bạn chỉ có lăng, thầy chỉ sợ là các bạn quên mất cái trình tự thi công rồi gì ở trong ấy thôi, thì coi lại trong cái file PowerPoint đó là thầy có nói tới mấy cái đó hết rồi. Information. Content A, content C. Đây. Rồi, hãy like kết quả ha. DB03 cắt tổ ở vào đây. Khoan, thì giờ bỏ vô đâu nha. Đây, phải làm một cái hình mới. Một cái hình mới. Đây là DB06. DB02. Đi không sao. Không. Rồi, để làm một cái hình mới ha. Để đây so sánh. Thấy xe thầy gửi các bạn chưa? À, này không được. Control C. Rồi thì thầy sẽ post cái kết quả nó qua phía